Nhất Thiền, con làm sao vậy? Sư phụ thật nhanh kia, trán mày đỏ rực tuyệt đẹp lắm. Sư phụ, con cảm thấy mặt trời còn tinh nghịch hơn cả con nữa. Vừa nãy nóng như lửa đốt, bây giờ lại đẹp như vậy rồi. Con nói đúng lắm. Nó thuận theo sự chuyển dời của thời gian mà tự mình thay đổi. Lúc bình minh thì tỏa sáng muôn nơi, giữa trưa thì nóng bức như lửa, đến hoàng hôn thì trầm mặc sâu lắng. Sư phụ, thời gian khiến cho mặt trời thay đổi, vậy nó cũng có thể khiến tất cả mọi thứ thay đổi hả? Có lẽ là như vậy. Cho nên Dương công tử sẽ không cần đòi sống đòi chết uống canh mạnh bà. Dương thiếu hiệp khi nhớ đến Diệp cô nương sẽ không còn khóc nữa. Nếu như vậy thì sư phụ, thời gian quả thật là lợi hại, ngay cả hồi ức cũng dần bị xóa đi. Không phải, cái gọi là hồi ức chúng ta không cách nào xóa đi được, càng không cách nào thay đổi những gì đã xảy ra. Như vậy là sao ạ? Khi họ nghĩ về quá khứ không còn cảm thấy đau lòng nữa, không phải là hồi ức bị biến mất, chỉ là thời gian trôi qua lâu, tâm tình đối với mọi chuyện cũng dần thay đổi. Tâm tình cùng với sự chuyển dời của thời gian, tâm tư tình cảm biến chuyển tốt hơn, màn mây u tối cũng dần tan biến, hoặc có thể trở nên phóng khoáng, hoặc trở nên ung dung, nhìn lại những chuyện xảy ra trong quá khứ và những người xưa. Sư phụ, vậy thì nếu như thời gian lâu một chút, nhìn lại hồi ức đã qua, có phải họ có thể thư thái mà mỉm cười? Mong là như vậy. Thời gian rất giỏi trong việc lau đi những cái xấu và nhân lên những cái tốt. Chính vì thế, chúng ta mới có thể trân quý những hồi ức đã qua. Nam mô A Di Đà Phật.